Cái xô bị gì vậy hả? Con bị chạy té hả? Đâu à, khô rồi, sắp hết rồi. Dạ con chào ông mẹ bé, con có hành la bu bu Nè, cái xô khoanh tay là chặn bà cô bác này con. nè. Ông mẹ nó tao chân coi thử nè, có tư đang quay nè hả? Con thấy rồi. Thấy nè. Đây. Đây, bà cô bác ơi, Khánh cũng mới vừa về tới nhà luôn đây. Đi làm về cũng trễ rồi, ở nhà cũng ngủ rồi. Thôi trễ quá rồi, bây giờ tí đang học bài. Mày bắt tự ẩm lên nè, à, phát, phát, để bắt tự ẩm. Đây, em cậu. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Đây, bà cô bác. Giờ về nhà, về ông bà nội kiếm kiếm cơm ăn mời cô bác ơi. Lúc này mưa gió làm ăn khó khăn quá, về nhà ông bà nội kiếm cơm. Thầy Xu phải cười kìa. Rồi tụt xuống nha. Xu cười, Xu không bắt tay chứ kìa. Đây, giờ bắt tay ẩm nó Xu. Cái Xu cũng đòi ẩm nữa kìa. Không bắt tay cái có thương bắt tay không? Thương nhiều không? Nó lớn lên, thương nhiều không? Nha, nhìn nè mắc cỡ nữa. Thương nhiều hả? Dỗ dàng nha. Nhà quen nha con. Ở nhà quen nha. Xuống nha. Rồi, xuống. Ê, ôm cỏ bá tư bỏ xuống. Ý, trời. Rồi bá tư chuyển máy quay lên nè. Tí đang học bài mà thấy căng thẳng quá. Khánh chuyển máy quay. Rồi chiến trường của tí chuột nè. Chiến trường của tí chuột thì đâu mà. Nè tí con chào bà cô bác nè tí ơi. Tí khoanh tay là chào bà cô bác nè tí. Khoanh tay là đàng hoàng. Rồi, nè Trang ơi, chào bà cô bác nè Trang. Thôi đi vô đi để cho anh hai tí học bài đi con. Té đó sao? Xuống, té con đi vô. Nắm tay bác Tư đi vô. Thôi 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 để dành đi con. Vô vô con, để cho anh hai học bài đi. Vô đi nội. Đi vô. Bà nội đâu? Nội đâu? Nắm tay. Thôi. Để dành đi, con dán hết à. Không. Trời ơi, hai trái tim luôn. Một trái tim màu đỏ, một trái tim màu hồng. Trái tim hai à? Không, trái tim màu hồng là của con, cái con này nè. À, rồi đi vô, vô trong đi để cho anh tí học bài đi. Đi xuống. Con sẽ gắn vô lại. Giờ ông ba ngủ rồi mà cô bác. Bữa nay ông ở chung mà lại. Bữa nay mấy nay trời mưa lạnh. Thì ba cũng ấy lúa cũng chuẩn bị gặt lúa mà mưa quá chưa có làm được nhà ba. Ba bữa nay ba đi làm nhiều nên nghỉ sớm mà ngủ sớm mà các bác. Mẹ đang xem phim Việt Nam trong đây. mẹ làm gì vậy? Mẹ ăn bánh chú chiên. Mẹ ăn bánh chú chiên rồi mà các bác. Sao mẹ không ngồi ghế mẹ ăn mẹ đứng? Nhỏ nhỏ thôi. Ông bấm cái này nè ông bà cho bé ơi. Giờ qua ngồi với nội đi. Ôi, gia đình Khánh Nguyễn, Phong Nguyễn mời ông bà cô bác dùng bánh chú chiên. Bánh chú chiên tại nhà. Hồi chiều chiên là chiều đó mẹ. Hả? Con ăn hả? Con có ăn không? Ăn đi, ăn không? Ăn mà nội đút ăn nè, mà nội đút cho ăn nè. Đúng nha. Cầm luôn, cho con cầm luôn mà. Hết ho phải không? Con hết ho chưa? Rồi hết ho ăn được rồi. Không nhưng mà chuối ăn không sao đâu. Ăn đi ăn mới có sức khỏe chứ mà không ăn rồi. Con ăn mấy cái? Một cái. Ôi ôi ngon không? Ngon con. Dạ ngon. Con cái miệng cứng cứng. Mốt dạ ngon nha. Trả lời với dạ nha. Dạ con dạ ngon. Ngon không Xu? Dạ ngon chứ. Ngồi ghế đi. Ngồi giường đi, ngồi giường bác Tư vô ăn chung ha. Hai cái con này đi chạy xe nè. Dạ. Chiều ăn chiều cũng ăn cơm trễ hả mẹ? Giờ này mình thấy còn dạ chiên anh ba bánh luôn hả? Chia cho anh ba nữa hả? Hầu như là ở nhà làm gì làm toàn là tất cả chia ra dùng hết không bà cô bác gì đó dạ. Chiên mấy nãy rồi mẹ? Nè còn mấy trái à mẹ chưa không chiên hết à? Rồi hết rồi, hết bột rồi. Hết bột rồi, nè ông bà cho Trang một tí nữa ăn. Chiều nhớ. Hết bột rồi. Túi này hình như là bữa hổm hoài phải không mẹ? Hoài treo trên trước cái gì?
Chuối là mới đúng là chuối xin đen à. Dạ, chuối này ngon. Chuối xin đen ở trên ở trên trời á. Rồi mình vậy chứ lột cho ngon. Dạ. Lột nha. Chuối này mới chuối. Ngọt nhưng mà chua chua. Nấu mà chuối sao chua? Chua. Dạ. Này chuối nè, chiên lên mật luôn mà các bác. Con ăn chuối á, chua lắm. Ừ. Chuối chua hả? Đây Khánh mận mà cô bác ăn chuối chiên. Chuối chiên nè. Đen đen vậy nó mới thơm nè. Dạ. Đen đen vậy mới thơm. Ừ. Rồi Khánh mận mà cô bác ăn luôn. Ngon quá. Bắt đầu không ăn mấy cái này. Ừ, bắt đầu ăn cái đen đen. Để cái đẹp để cho con ăn á. Ừ. Có từ ăn cái khác. Con ăn cái chim. Có từ ăn cái khác đi. Cái khác ăn nguy hiểm. Con ăn cái khác. Ừ, cái đó cái ngon mà. Ủa cái gì? Khác cái đâu là... Ủa? Ừ. Cái này có chuối đâu? Ừ. Chú Ba con về. Ừ, chú Ba con về hả? Ba con đâu có về đâu. Chú Ba con. Ba không có về. Ừ, ba đi quay đó mấy ngày rồi. Cái xu cái đường rồi. Chú với Ba con về. Ngon con. Nãy mày hỏi nó kia con nhớ bà, con không vậy nhớ. Bữa nay nhớ bà nữa hả? Đi này mấy ngày rồi. Không, đi một tuần nữa. Đi một tuần ra Gia Lai Tùm Tùm không bà quá. Ở tao. Ừ. Chú cho nằm dưới đây. Ừ. Chú nằm ngủ rồi nội hả? Ừ. Lên trên nội rồi nội hả? Con mẹ ơi. Ừ. Ngủ mẹ ơi. Con ngủ với mẹ luôn hả? À. Hả? Ừ, ứng bấm bậy nha, bá Tư chỉnh đã đời á. Đồng hồ của bà Hảo tặng. Con thấy có ngày giờ không? Có ngày luôn đó nha. Có ngày, có thứ luôn. Có thứ luôn á. Có thứ tiếng Anh trên đó. Thứ tiếng Anh chứ, rồi Việt nó tiếp. Ừ, bữa nay là thứ mấy? Thứ tư. Ừ. Thứ tư, thứ năm. Thứ năm với lại thứ tư. Ừ. Thứ tư, thứ năm. Đâu tư? Ừ. Nó trên góc trên đó con. Dạ. Chữ tiếng Anh nè. Thấy không? Đâu. Mày đổ dầu vô chi cha. Mẹ không? Đi chưa? Này đây đi. Nè. Tiếng Anh nè. Đâu? Này đâu có hình giờ nữa. Có hình giờ luôn á. Ủa thứ tư. Mà bá Tư chưa luyện, chưa nghiên cứu ra hiện giờ mới chỉnh đường dậy mừng rồi. Cảm ơn, cảm ơn bà Hảo lần lần nữa nè. Con tay lại. Cảm ơn bà Hảo. Ừ, rồi. Ừ. Nhìn con nè. Ôi, chóng mặt khủng long con. Ủa quên, con sư tử. Bá Tư làm chứ, bá Tư hết biết phân biệt con gì luôn rồi. Con sư tử phải không? Dạ con sư tử nó có mấy cái màu đỏ. Sư tử gì nhìn dễ thương quá. Con sư tử nó có cái này với cái này nè. Sư tử mà nhìn dễ thương quá vậy. Con papa cho con á. Đó, mở đèn để bữa con nhìn. Bữa sau Tư bấm mày sao mẹ con làm được. Trời ơi, bác Tư nghiên cứu lắm á. Dạ. Quá trời chỉnh trọng sao mẹ con biết. Tí ăn không mặn bà cô bác ăn tí. Ừ, mốt quên rồi nha. Hả? Thôi rồi. Trời ơi, xu chỗ người ta ăn hết rồi. Con ăn hết rồi. Ừ, rồi lên ngồi giường đi, ngồi giường bắt cháu tâm sự ha. Nhiều lúc anh về Khánh chia sẻ buổi tối ở nhà mà hình ảnh nhiều lúc nó không được đẹp đi, có nó lặp lại nhiều quá, cũng mong bà cô bác là cũng thương Khánh, thương gia đình xem ủng hộ quá. Con chết tim mà. Bắt to chết. Đau bụng hả? Bắt to chết tim này để anh đây chú. Ừ. Chết tim này để. Đứa nào cũng hỏi bá Tư hết rồi, bá Tư trả lời sao kịp. Rồi cái Thu nói sao? Thu nói sao? Nãy giờ lại rồi. Ý là nãy con cảm ơn bà cô bác nha. Hồi nãy con nói bá Tư làm sao? Bụng sao? No bụng hay là đau bụng? Tí ấy tivi tắt tivi tí để có bá Tư quay nó qua nó bị dính rồi con. Có cái này cho tắt đi con. Sao cái gì nữa đây? Nó lấy đi con. Nó có quả nho trong đây nữa nè. Đâu? À quả nho nhỏ hả? Quả nho với lại có mấy cái à, để nhà ăn đi mẹ ơi. Con ăn đi, để nhà ăn. Có mấy cái à thì con ngồi ăn nè.
Ừ, có mấy cái để nhà sáng nhà ăn. Sáng nhà ăn sáng nữa. Bắt tay. Bắt tay, bắt tay. Thôi có mấy cái à. Ừ trời. Thôi, trời ơi, sáng ở nhà ăn có mấy cái à, chia cái gì. Giờ cho đứa con. Con nó bị sứt ở đây rồi. Ừ. Rồi, thử ngay con. Bắt tao gắn lại đi con. Cái bốn người đi. Nãy con ăn cái rồi. Ba cái rồi con ăn nữa con. Hả? Lấy thêm đi hả? Lấy thêm ăn kìa. Trời ơi, mày đặt lấy thêm ăn. Lấy thêm giờ con hết rồi sao con ăn? Thôi thôi được mà. Con ăn cái nãy rồi. Ờ à, mấy cái? Thôi thôi. Nè Xu. Đó, được rồi mẹ, ba cái thôi, lấy nhiều quá, lấy nha đứa. Để đi còn bốn cái rồi nè, sáng rồi. Thôi. Ôi, chia tới chia lui hoài, ấy con chia sẻ ba cái, ông nội cũng thích ăn thì sáng nội. Mẹ tính sáng. Tính con có về, hình như là đưa bệnh tụi nó cũng nhiều. Kệ đi. Chia ra gì đâu. Chia ăn để chuối nó chín quá đi. Dạ. Mẹ ăn nữa đi. Giờ đang ngon để ăn đi chứ để nó mai nó cứng. Giờ nó giòn. Dạ, giờ đang giòn nè. Ăn đi, quá. Ăn bớt cái đi. Thôi, nãy con ăn cái rồi. Mẹ ăn cái bể đi. Thôi, thôi mẹ ăn đi. Mẹ ăn cái bể này. Ủa, đi. Con ăn nãy con lấy rồi con ăn cái rồi. Mẹ ăn đi. Ăn đi trời, để sáng nó cứng lắm, sáng bột nó cứng. Rồi, về mỗi lần về đây cái mẹ đuổi về sớm. Mẹ uống nước đá nữa hả? Pha gì tí? Con pha gì cho nội đây? Pha cà phê hả? Sao giống nước cà phê quá mẹ? Hết cà phê rồi. Tối giờ đừng uống cà phê thường quá nha con. Uống mốc ghiền á. Về đi tối. Dạ. Mưa tới về đi sáng. Giờ mai có đập lúa không mẹ? Ngày mai nếu mà không mưa. Mai máy xuống á hả? Ngày mai nếu không mưa thì máy nó xuống làm. Còn mưa chắc phải ngưng lại. Mưa quá trời, lúa nó ngã quá trời. Dạ. Ừ. Mưa. Ở ngoài miền Bắc á, thì bị bão lụt, còn trong miền Nam thì bị thất mùa mà cô bác. Thì mưa cái lúa nó bị ngã, nó ngập nước cái là nó bị hư hết à. Hư hết rồi giao mùa cũng đâu có được đâu. Mưa quá trời luôn mà. Ủa mưa hả ta? Mưa. Ủa, mưa lâm dâm á. Mưa hả tí? Vậy đó, mưa hay là mở quạt? Nó xèo xèo ngoài vậy. À không, không có mưa. Tưởng nó mưa lấy cái ba lô. Không có mưa mẹ. À, mới xèo xèo cái quạt. Nãy mới chuyển. Thôi tụi con làm gì đây? Trời mấy đứa nhỏ. Lạnh quá. Con lấy vậy con bù xích nè tí làm gì vậy con trời ơi sao bác Tư hoài vậy bác Tư này bác Tư đâu có gì ăn đâu mà hỏi bác Tư hoài hả gì tự nhiên ôm nữa là sao đây có tình cảm gì không hả làm gì bác Tư này đâu có gì ăn đâu trời ơi coi hai đứa nè hai đứa nó ôm thôi ba cái được rồi à thôi ơi coi chừng trúng luôn cột quá này mới chiên mà chắc cũng không đến nổi đâu có mới chiên nó cứng bây giờ nó mới mềm nè rồi mấy em là chắc cuối tuần mới về hả đi một tuần vậy chắc cũng chủ nhật mới về tới đám chú chiên có mấy cái mẹ cũng chia không về. Mẹ đi về cho đứa một cái. Đây nè. Chia sẻ sinh hoạt ở nhà buổi tối. Và chắc Khánh tranh thủ đi về. À, tí xong xôi cái đồng hồ kìa. Đồng hồ này là coi để học giỏi chứ không phải coi để mà đi chơi nha. Đúng rồi, hẹn giờ học phải không? Dạ. À, anh hai học quá hả con? Bắt đầu. Bắt đầu.
rồi sáng đồng hồ của anh Hai nó kêu hả cậu? À, nó có kêu nhưng mà bác Tư chưa có chỉnh. Ờ ừ, đúng rồi, nó kêu đi học. Có tao chỉnh cho nó sáng á. Ôi đừng có quê xong, đó con. Thôi chỉnh cho nó sáng á. Xong xong rồi á. Nó kêu có tiếng á, xong anh Hai dậy sớm luôn á. Đúng rồi, phải hối thúc anh Hai chứ anh Hai nằm anh Hai còn go, giờ thấy không? Hả? Thuốc của ai? Thuốc của nội hả? Trời giỏi ghê ông ba. Của nội luôn à. Con phải nhắc bà nội uống thuốc đúng liều lượng nha. Nãy, đúng, đúng cử nha. Thôi nó là cái tủ nó đè chết đó nha, không có được đu vậy. Cái tủ nó yếu. Nó đè xuống có ai gỡ lên được đâu. Đúng rồi, nó đè là sập đép luôn như cái bánh tráng luôn á. Đúng rồi, giống như cái bánh tráng coi phim của hình Tom và Jerry đó. Nó ăn ui thành cái bánh tráng rồi đó. Thành vô bánh tráng ăn luôn. Ừ. Đi nhìn má Tư má cỡ là sao? Rồi thôi bây giờ chắc Khánh cũng xin phép chương trình à, phép chương trình đi về mấy đứa nó kêu hoài rồi. Kêu liên tục mà không biết đứa nào trả lời đứa nào luôn á. Đó giờ mai còn làm dây dốc luôn mẹ. Dây dốc còn vậy chắc cắt qua năm luôn quá, dây dốc nó tốt quá trời luôn à. Tí nó xăm soi cái đồng hồ. Xăm soi cái đồng hồ nó hoài kìa. À, nó nằm xăm soi đồng hồ. Rồi thôi cả nhà mình khép chương trình đi, chào ông bà cô bác đi khép chương trình nè. Để mẹ đi ở nhà mấy đứa còn ngủ nữa mà cô bác ơi. Rồi thôi giờ Khánh cũng cảm ơn toàn thể quý khán giả, quý mạnh thường quân luôn. Chúc bà cô bác luôn mạnh khỏe. Luôn mạnh khỏe và luôn bà cô bác cũng thương Khánh Nguyễn với Phong đi. Dạ. Cho cái like hả? Dạ. Cảm ơn. Ông bà cô bác xem mà ủng hộ cho gia đình là mừng lắm rồi. Cứ đăng video gia đình lên mà ông bà cô bác vô xem thì nhắn tin bình luận, một nguồn động lực lớn để cả nhà luôn thương yêu nhau rồi vượt qua mọi khó khăn rồi có sức khỏe để giúp nhiều hoàn cảnh nữa. Rồi thôi giờ Khánh xin phép là khép chương trình. Chào ông bà cô bác, hẹn ông bà cô bác ở những video clip tiếp theo. Bye bye nè. Bye bye. Rồi tí chuột đây, tí chuột chào mặt cô bác này con ơi. Cô bác ơi thì chuẩn bị đi về cái lấy được hai cái quần nữa mà cô bác. Hai quần xà lõn này của chị Mẫn Trương hả cha? Ủa không biết nữa. Được hai cái quần xà lõn đẹp không mà cô bác ơi. Hai anh chia ra nè ông bà cô bác. Quần xà lõn này mặc lạnh luôn á. Rồi kỳ này có hai quần mặc ở nhà đó đây. Rồi hôm bây giờ Khánh cũng cảm ơn chị nhiều. Hôm bây giờ lên đường để mẹ đuổi hoài. Rồi lên đường chào ông bà cô bác luôn. Bây giờ chính thức đi về nhưng mà cô bác. Dạ thôi con giờ đi về. Nãy giờ đuổi về một cái bận hoài. Dạ, về đi cháu rồi con về. Đi về nghỉ ngơi tắm rửa. Dạ, rồi con đi ạ. Mai đi làm nữa. Nguyễn cùng gia đình xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bữa nay thì cô chú anh chị xem nè, ở phía sau lưng Phong là một cái vàng thuốc rất là hoành tráng luôn. Thì báo cho ông bà cô bác một cái tin mừng là bữa nay á là giấy tờ ở bên đây á là bên sở y tế, nhưng mà bên bản quyền về cái bài thuốc ở đây á được xác nhận và chứng nhận cô chú anh chị. Này, cho bà con uống hết bệnh đó, thì mẹ thấy mẹ cũng vui mừng và hạnh phúc. Và cũng mừng cho hai đứa con luôn. Cũng cô bác rồi tới rồi đặt thuốc á, mẹ cũng mừng. Có nhu cầu á thì có thể là điện thoại hoặc là tốt nhất á là nhắn tin cho anh Khánh Nguyễn. Thì sẵn đây thì anh cũng nói luôn, thì bây giờ đó ông bà cô bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, rồi viêm đa khớp, tất cả các bệnh về xương khớp á
thì ở nhà thì có một bài thuốc duy nhất thôi, cứ liên hệ số điện thoại của Khánh, thì đặt có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Rồi thôi thì Phong Nguyễn cũng xin cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều, và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong rất là mong muốn những cô bác bị bệnh thần kinh tọa, đau xương khớp thì có thể liên hệ trực tiếp cho gia đình